Còn tại Mỹ thì ngày 23 tháng 4, cảnh sát của nước này cho biết, tay súng gây ra vụ xả súng từ tòa nhà gần một trường dự bị ở thủ đô Washington DC đã làm bị thương 4 người và họ đã tự sát. Hiện nay thì cảnh sát vẫn chưa rõ động cơ của vụ xả súng này. Cảnh sát thủ đô Washington DC của Mỹ cho biết, nghi can Raymond Spencer 23 tuổi được xác định từ video y đăng trên mạng xã hội với chú thích: "Xả súng trường học" trong đó cho thấy vụ xả súng được thực hiện từ cửa sổ một căn hộ cao tầng. Theo hãng tin Reuters, hiện vẫn chưa rõ đoạn ghi hình này được phát trực tiếp hay được đăng lên sau đó. Bốn nạn nhân đã được điều trị tại các bệnh viện trong thành phố. Nghi phạm mà chúng tôi tin rằng phải chịu trách nhiệm cho việc này hiện đã chết. Chúng tôi tin rằng y đã tự sát sau khi cảnh sát ập vào căn hộ của y. Cảnh sát cho biết Spencer đã đặt súng trên giá đỡ ba chân dùng để bắn tỉa, ông conti cho biết các nạn nhân bị bắn ngẫu nhiên khi họ đang đi trên đường phố nhà chức trách đang tiếp tục điều tra nguyên nhân của vụ nổ súng